Buổi tiệc sinh nhật. Hôm nay là ngày sinh nhật của Peppa. Và lúc này vẫn còn đang là sáng sớm. Hôm nay là sinh nhật của mình. Chớ, vậy đi, hôm nay là sinh nhật của chị đó. Chị sẽ có một buổi tiệc thật vui. Và ba sẽ biểu diễn ảo thuật để góp vui đó. Nhanh chớp, chúng ta phải gọi ba và mẹ dậy. Nhưng lúc này heo mẹ và heo ba vẫn đang ngủ rất ngon. Dậy đi, hôm nay là sinh nhật của con. Dậy đi. Bây giờ mấy giờ rồi con? Đã trễ lắm rồi. Mới là 5 giờ sáng thôi mà Peppa. Dạ phải, sắp hết một ngày rồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu mừng sinh nhật của con nào. Và rồi heo mẹ, heo ba và George cùng nhau tặng quà sinh nhật cho Peppa. Chúc mừng sinh nhật con, Peppa. Cái gì vậy ta? Đầm của búp bê. Con có thể mặc nó cho gấu bông. Con cảm ơn ba mẹ. Không có gì đâu Peppa. Ba không biết gấu bông là con gái đó. Ba ơi, tất nhiên gấu bông là con gái rồi. Mình thích đầm mới của mình. Cảm ơn mọi người. Không có gì đâu gấu bông. Đừng làm nó dơ đó. Con biết tiếp theo sẽ là gì không Peppa? Dạ có. Các bạn sẽ tới để mừng sinh nhật của con. Và ba sẽ biểu diễn ảo thuật đúng không ba? Sẽ không ai biết ảo thuật gia là ba đâu. Cho nên con phải giới thiệu ba là ảo thuật gia đại tài quyền bí. Ảo thuật gia đại bí? Phải, ảo thuật gia đại tài quyền bí. Ba con đã tập bằng ảo thuật đó suốt cả tuần nay đó con à. Bạn con tới rồi kìa. Hoan hô. Đây là các bạn của Peppa, mèo Candy cùng Suzy, chó Danny cùng với thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Xin chào các bạn. Chúc mừng sinh nhật cậu cậu Peppa. Vào đi các con, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó. Và Peppa sẽ biểu diễn ảo thuật cho buổi tiệc hôm nay. Peppa, còn nhớ là phải nói: thưa quý bà, quý ông, xin được giới thiệu ảo thuật gia đại tài quyền bí. Dạ được thưa ba. Thưa quý bà và quý ông, đây là ảo thuật gia ba mình. Sau đây màn ảo thuật đầu tiên. Ba la cà na si mùi. Đó là gấu bông. Màn ảo thuật tiếp theo, ta cần một khán giả lên đây phụ diễn. Ta cần một người thôi. Cô gái trẻ, cô đã đưa tay lên đầu tiên. Cô nói với khán giả tên mình được không? Mẹ, con là cừu Suzy. Được rồi Suzy, đây là quả bóng. Quả màu đỏ, quả màu xanh và quả màu vàng. Dạ phải. Bây giờ cô phải bí mật chọn một quả bóng bất kỳ trong khi ta quay lưng lại. Dạ được. Đã chọn xong chưa? Dạ rồi. Ba la si bùa. Cô chọn màu vàng. Dạ không. Ba la si bùa xanh. Dạ không phải luôn. Ba la si bùa đỏ. Dạ phải, là màu đỏ. Màn ảo thuật dở quá à bà. Bà đã nói hết ba màu rồi. Peppa, con đừng có nói lớn như vậy. Vậy các con muốn xem nữa không? Dạ có. Nhắm mắt lại nào. Không được nhìn trộm nha. Cùng nói thần chú đi. Ba la si bùa. Ba la si bùa. Mở mắt ra nào. Wow. Hoan hô. Bánh kem chúa cho sinh nhật của con. Giờ con thổi nến đi Peppa. Cảm ơn mọi người. Đây là sinh nhật tuyệt nhất từ trước tới bây giờ. Bí mật. Heo mẹ đã làm một cái hộp đặc biệt cho heo Peppa. Peppa, cái hộp này là dành cho con đó. Cảm ơn mẹ. Nó là cái hộp bí mật để con giữ những thứ bí mật của mình. Con có
thể bỏ cái gì vào đây hả mẹ? Chuyện đó thì con phải tự quyết định đi Peppa. Đó là hộp bí mật của con mà. Con biết có thể bỏ cái gì vào rồi. Tốt, nhưng đừng nói với mẹ nha. Con sẽ không nói với mẹ hay chót hay ba đâu, vì nó là bí mật mà. Chót, đây là hộp bí mật của chị đó. Nó vẫn còn trống. Chị phải tìm một cái gì đó để bỏ vào đây. Và George muốn giúp Peppa. Không George, chỉ một mình chị biết trong này có cái gì thôi. Em phải ra ngoài đợi trong lúc chị chọn. Peppa sẽ chọn vài thứ bí mật để cho vào cái hộp của mình. Vậy là hộp bí mật của chị đã đầy rồi. George, em không được xem bên trong đâu. Nhưng mà George rất muốn biết trong cái hộp bí mật của Peppa có gì. Nếu em muốn, em có thể đoán thử. Khủng long. George thì nghĩ Peppa đã bỏ một con khủng long vào đó. Không George, tại sao chuyện gì em cũng nói khủng long hết vậy? Bộ em không thấy con khủng long quá lớn để bỏ vào trong hộp này sao? Vậy là George không đoán được trong hộp bí mật của Peppa có gì. Lúc này Helba đang làm sạch một bức tranh. Ba ơi, đây là hộp bí mật của con nè. Mẹ đã làm cho con đó ba. Nó rất là đẹp đó Peppa, nhưng trong đó có gì? Đó là một điều bí mật. George đã thử đoán, nhưng mà em ấy đoán không đúng. Vậy để ba đoán thử xem. Dạ được. Con bỏ mắt kính của ba vô đây sao? Dạ không. Ba vẫn đang đeo mắt kính của mình mà. Đúng rồi ha. Ba đoán dở quá. Ba phải suy nghĩ kỹ hơn mới được. Được rồi. Con bỏ giày của mẹ vào đây đúng không? Dạ không. Ba đã hết lực đoán rồi. Peppa thích những điều bí mật. Mẹ ơi, không ai biết trong hộp của con có gì. Oh, chót, em có gì vậy? Mẹ cũng là một hộp cho sót. Và em cũng bỏ đồ vào đó. Và chỉ mình sót biết trong đó có gì thôi. Vậy là Peppa muốn biết trong hộp của George là gì? Chắc chắn trong đó là đồ chơi khủng long của em George rồi. Khủng long đồ chơi của George không có trong cái hộp đó. Thiệt khó đoán quá đi. Chị không đoán được. Peppa không còn thích những điều bí mật như trước. Có thể, nếu con chia sẻ một thứ trong hộp của con, em còn sẽ chia sẻ một thứ của mình. Cũng được, nhưng chúng ta phải làm cùng một lúc mới được. Đó là một ý kiến hay đó con. Khi đếm tới ba, hai con hãy lấy đồ trong hộp ra. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Một, hai, ba. George có một cái trống. Peppa có một cái kèn. Chuyện này thật là vui. Phải, tiếng nhạc rất là vui tai. Các con còn gì nữa hay không? George có một cái bánh vòng nhân kem. Nhưng hộp của Peppa thì không còn gì. Chị không còn gì nữa. Đừng lo, mẹ có đi. Nào mọi người, ăn đi. George, Peppa, heo mẹ và heo ba đều thích món bánh vòng nhân kem này. Bà không có cái hộp đặc biệt, nhưng bà biết một chỗ rất tốt để giấu cái bánh vòng này. Các con biết là ở đâu không? Ba giấu nó ở trong tủ lạnh phải không? Phải không ba? Không. Là một nơi đặc biệt hơn nhiều. Bụng của ba. Bánh ngon quá. Con cũng sẽ giấu bánh của con ở trong bụng của con. Mẹ cũng vậy. Một hôm Peppa và George đang chơi trong phòng của ba mẹ mình. Cái gì đây? Và Peppa tìm được một thùng đựng quần áo cũ. Wow! Đây là nón của ba nè. Còn đây là váy của mẹ. George, chúng ta mặc vào rồi chơi vào đóng giả ba mẹ đi em. Em đội nón của ba nha. Và mặc áo khoác của ba luôn. Xin chào heo ba. Giờ tới lượt chị.
Và đây là nón của mẹ. Heba ơi, giày của Heba đâu rồi? Bây giờ chị phải mang giày đây. Bây giờ chị phải trông thật đẹp mới được, giống như mẹ. Rồi Peppa tìm thấy hộp trang điểm của mẹ. À ha. Dạ một chút phấn nè. Đẹp lắm. Bây giờ tới son môi. Bây giờ heo mẹ trông thật là đẹp. Mình đi thôi nào heo ba. Đã tới giờ đi làm rồi. Lúc đó heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính. Chào con Peppa, chào con Rót. Mẹ nói vậy là không đúng rồi. Peppa, mẹ chỉ chào thôi mà. Con không phải heo Peppa, con là heo mẹ. Phải rồi, tất nhiên. Xin chào heo mẹ nha. Xin chào. Và đây là heo ba. Rót. Được rồi, chào các anh nữa nha heo ba. Xin lỗi nha, giờ tôi có công việc phải làm. Alo. Phải. Tôi không làm cái này. Không, cảm ơn. Tạm biệt. Peppa rất thích khi đóng giả làm heo mẹ. Nhưng mà George thì thấy hơi buồn chán. Xin lỗi heo ba, tôi cũng gần sắp xong rồi. Rồi, đã xong. Đi thôi heo ba, tới lúc anh làm việc rồi. Tạm biệt heo mẹ và heo ba nha. Tạm biệt. Lúc đó heo ba đang đào hố trong sân. Chào con Peppa, chào con Cho. Con không phải Peppa, con là heo mẹ. Và đây là heo ba. Hôm nay heo ba tới đây để làm việc. Anh thật là siêng năng đó heo ba. Nhưng hãy cẩn thận, cái hố này rất là sâu. Và mong là heo ba không phải đang mặc bộ đồ đẹp nhất để làm công việc đào hố. Mình cũng muốn rống một tiếng lớn như vậy. Có kem đây mọi người. Kem kìa. Peppa, Rót, hai con cần phải bỏ bộ đồ dính bùn trước khi ăn nha. Con là heo mẹ và đây là heo ba. Có chắc không? Dạ chắc. Vậy Peppa và Rót đâu rồi? Con không biết. Vậy thì tiếc quá, chỉ có món kem chúng thích nhất ở đây nè. Nếu không tìm ra chúng thì... Con đây nè. Peppa, Rót, các con đây rồi. Dạ phải thưa mẹ, tụi con chỉ giả làm ba mẹ một chút thôi. Con đã lừa được ba mẹ ha. Chiếc xe mới. Hôm nay Peppa và gia đình của mình đi dạo trong chiếc xe đỏ. Các con có muốn hạ mui xe xuống không? Dạ muốn. Có vẻ như Peppa và George thích chiếc xe này. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy thì đi thôi. Con thích xe của chúng ta. Chiếc xe cũng thích chúng ta, đúng không? Ôi trời, chiếc xe có vẻ như không được ổn rồi. Ba ơi, có chuyện gì vậy? Ba không biết nữa. Hãy đem nó tới xưởng xe của cháu ông đi, ông ấy sẽ sửa được nó. Ý kiến hay đó heo mẹ. Chó ông là chủ xưởng xe. Ông ấy rất giỏi việc sửa xe. Ôi
trời, theo ba hả? Xe của cậu có vẻ không ổn rồi. Ông làm ơn sửa đó giùm tôi được không? Được, nhưng sẽ phải mất cả ngày đó. Nhưng tụi con đang muốn dùng xe của mình đi dạo. Không cần lo, tạm thời tôi sẽ cho mọi người mượn chiếc xe mới này nha. Cảm ơn ông nhà chó ông. Mọi người có muốn hạ mui không? Dạ có. Chỉ cần bấm cái nút màu đỏ này thôi. Chiếc xe thật là hiện đại. Wow. Khi mọi người về thì chiếc xe sẽ sửa xong. Cảm ơn ông rất nhiều. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt ông. Tạm biệt. Peppa và gia đình thích chiếc xe mới này. Chiếc xe mới này có nhiều nút thật đó. Ba ơi, cái nút xanh là gì vậy ba? Để ba xem. Là cửa phép thuật. Ba ơi, ba làm cửa sổ phép thuật hạ xuống đi ba. Ba ơi, còn nút màu xanh là gì vậy ba? Ba không biết nữa. Để ba thử xem. Con thích chiếc xe mới này. Chúng ta giữ nó được không ba? Ồ, chúng ta không giữ được nó đâu Peppa. Chúng ta chỉ mượn nó trong hôm nay thôi. Ôi không, em nghĩ là trời sắp mưa rồi. Được rồi, vậy anh sẽ bật mui xe lên. Để coi nút nào là nút bật mui xe đây. Ồ, nút nào ta? Ha ha, nhất định là nút này rồi. Nút đó khiến chiếc xe xịt nước và heo ba. Ba sai rồi, đó đâu phải cái mui xe đâu. Vậy chắc cái nút này. Ồ, không phải đó. Cái nút này. Heo ba đã quên nút nào là nút để bật lại mui xe. Anh không nghĩ là chiếc xe này nó thích mình. Hãy bấm thử nút đỏ đi. Nhưng bây giờ lại hết mưa rồi. Mình hạ mui xe xuống được không ba? Được chứ con. Nhưng nút nào đây ta? Là nút màu đỏ đó. Chó ông đã sửa xong chiếc xe màu đỏ. Xe sửa xong rồi. Cảm ơn ông rất nhiều. Không cần thối tiền thừa. Cảm ơn heo ba nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt ông. Wow, được sử dụng xe của mình thật là tốt. Con rất thích xe mới, nhưng con vẫn thích xe cũ của mình hơn. Và bà nghĩ chiếc xe cũ cũng thích chúng ta, đúng không nào? Lâu đài Windy. Hôm nay Peppa và gia đình của mình cùng ra ngoài chơi. Peppa, cho hôm nay chúng ta sẽ tới tham quan lâu đài Windy. Lâu đài Windy là gì vậy ba? Nó là một lâu đài nằm trên một ngọn đồi rất cao. George có vẻ thích lâu đài. Lâu đài Windy nghe cứ như là chỗ dành cho con trai vậy. Không đâu Peppa, con sẽ rất thích nó. Trên đỉnh của lâu đài có phong cảnh rất đẹp. Còn có thể nhìn thấy nhà của ông và bà nữa. Wow, mình đi thôi. Ba sẽ xem bản đồ, còn heo mẹ sẽ là người lái xe. Anh có chắc không heo ba? Lần trước anh xem bản đồ, chúng ta xém bị lạc vì sự bực bội của anh. Chúng ta sẽ không bị lạc nữa đâu em. Và anh sẽ không bực bội. Lâu đài Windy ơi, chúng tôi tới đây. Mình gần tới chưa ba? Chưa đâu con. Ờ. Con có muốn chơi trò chơi không? Dạ có. Mình chơi nhìn đồ đi ba. Cũng được, để ba làm trước nha. Heo ba phải bí mật nhìn thứ gì đó ở xung quanh. Và những người khác sẽ đoán nó là cái gì. Mắt của ba đang nhìn thấy một thứ. Đó là thứ có màu đỏ. Đỏ? Váy của con, nó có màu đỏ. Không, không phải váy của con đâu. Vậy xe của mình? Đúng rồi, là xe của chúng ta. Tới con, bây giờ mắt của con đang nhìn thấy một thứ có màu xanh dương. Áo của chó có phải không? Không phải. Nó có phải là một thứ trong xe không hả con? Không, ba mẹ thua đi. Bà chịu thua. Là bầu trời, nó có màu xanh. Con thắng rồi. Nè anh à,
Anh biết chúng ta đang ở đâu không vậy? Anh biết chính xác chúng ta đang ở đâu. Nhưng mà con đường này hình như không giống như trên tấm bản đồ thì phải. Ôi, heo ba ơi, bị lạc nữa rồi. Chúng ta không có lạc. Vậy chúng ta phải đi đường nào để tới lâu đài Windy đây? Em đợi anh một chút xíu nữa thôi. Em biết rồi, chúng ta có thể gọi cho ba và mẹ. Em không cần gọi cho mẹ và ba đâu. Dù mất cả ngày, chúng ta cũng sẽ tới được lâu đài Windy. Chúng ta không có cả ngày đâu anh. Alo, con đó hả? Ba đang nghe đây. Dạ ba ơi ba, hiện tại tụi con bị lạc trên đường tới lâu đài Windy rồi ba. Chắc là heo ba đang xem bản đồ, có đúng vậy không? Dạ phải, đúng là heo ba đang xem bản đồ. Bây giờ anh ấy hơi bực bội. Anh không hề bực bội. Thôi, để ba chỉ đường cho con. Giờ cứ đi theo đường lớn cho tới khi thấy lâu đài Windy trước mặt là được. Dạ cảm ơn ba rất nhiều. Chúng ta sẽ đi theo đường lớn và để mắt tới lâu đài Windy nha. Anh cũng biết vậy mà. Nhìn kìa, đó có phải lâu đài Windy không ba? Phải, đó chính là lâu đài Windy. Xe ơi, cố lên. Cố lên xe, cậu làm được mà. Wow. Wow. Vậy là Peppa và mọi người đã tới được lâu đài Windy rồi. Wow, nó thật là cao. Chúng ta mau lên trên đi. Phong cảnh nhìn từ trên đó rất đẹp. Wow. Các con nhìn kìa. Mẹ ơi, đó có phải nhà của ông bà không mẹ? Phải, đúng rồi đó con. Nó thật là xa. Vậy thì chúng ta nhìn bằng ống nhòm đi. Cho con nhìn trước được không hả ba? Được chứ, nhưng sau đó con phải để cho George nhìn nữa. Wow. Ống nhòm làm mọi thứ trông gần hơn thực tế. Con nhìn thấy ông và bà rồi nè. Nhìn đi George. George chụp vẫy tay với heo ông và heo bà của mình. George ngốc quá. Ông và bà đang ở xa em quá nên không nhìn thấy em đâu. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ gọi cho ông bà. Alo. Dạ thưa ba, tụi con nhìn thấy ba từ lâu đài Windy nè. Ba vẫy tay đi. Ông và bà đang vẫy tay với chúng ta kìa. Con thích lâu đài Windy này. Hôm nay Peppa tới buổi học ba lê đầu tiên của mình. Đây là cô Linh Dương, là cô giáo dạy ba lê. Oh, chắc em là Peppa có đúng không? Giới thiệu, cô là cô giáo Linh Dương. Dạ, con chào cô. Tốt, em ngoan lắm. Dạ, cô Linh Dương chào mừng em tới buổi học ba lê đầu tiên này. Vậy mẹ sẽ tới đón con sau. Tạm biệt mẹ. Nhớ phải ngoan đó. Đây là các bạn Peppa, mèo Candy, cừu Suzy, chó Danny, thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Các em hãy chú ý, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới, heo Peppa. Được rồi Peppa, hãy tới làm quen với các bạn đi. Mình xin chào các bạn. Chào Peppa. Này. Được rồi, chúng ta bắt đầu học và động tác đầu tiên. Demi plie. Tiếp theo sẽ là nhảy nhẹ. Petit jeté. Động tác cần phải đẹp và duyên dáng. Petit jeté. Phải đẹp và duyên dáng. Petit jeté. Đẹp và duyên dáng. Peppa cảm thấy buổi học ba lê rất là vui. Tiếp theo nâng tay lên. Và hãy tưởng tượng rằng mình là một chú thiên nga thật đẹp. Cô đố bạn nào biết thiên nga kêu như thế nào nè.
Nè. Miau. Nè. Nè. Đẹp và gì dạ. Peppa thích nhảy múa. Mọi người đều thích nhảy múa. Peppa đã làm rất tốt đó chị ạ. À, con đã nhảy múa rất đẹp và cũng rất duyên dáng nữa. Con của mẹ giỏi quá. Để con múa cho mẹ coi nha. Về nhà trước đã con. Vậy con có thể múa cho ba, Sớt và mẹ cùng xem luôn. Con chào cô. Peppa và heo mẹ đã về nhà. Chỉ ba và em cách múa ba lê. Có khó lắm không con? Con thì thấy rất là dễ. Nhưng với ba, chó, mẹ thì cảm thấy rất là khó. Trước tiên, chúng ta cần phải có âm nhạc hoàn hảo. Bây giờ, chó, ba và mẹ, mọi người hãy làm theo giống như con nha. Cô Linh Dương dùng những từ rất mắc cười, nhưng chỉ là cúi xuống, cong gối và nhảy lên thôi. À, là petit jeté. Mẹ ơi, ba biết từ mắc cười đó hả? Mẹ và ba trước đây từng múa ba lê rất giỏi. Cẩn thận đó anh ạ. À. Động tác ba thích nhất là pas de deux. Lên cao nào. Nó không giống với những gì ba nhớ. Có lẽ múa ba lê chỉ dành cho Peppa thôi. Dạ, con múa ba lê giỏi nhất luôn. Con là một chú thiên nga xinh đẹp. Hôm nay Peppa và Chốt được tới thăm heo ông và heo bà. Con chào bà. Chào. Chào các cháu ngoan của bà. Trước khi vào nhà, các cháu phải cởi đôi ủng dính bùn ra đã. Dạ thưa bà. Peppa, Chốt, xem bà đã làm gì nè. Rèm cửa sổ nhỏ. Cái cửa sổ nhỏ đó để làm gì vậy bà? Đó là một bất ngờ. Hai con muốn xem heo ông đã làm gì cho hai con trong giường hay không? Dạ có. Con chào ông. Chào Peppa và George. Các con nhìn coi ông đang làm cái gì nè. Một ngôi nhà trên cây. Nhà trên cây cho cháu và con hả? Rèm cửa sổ này là cho ngôi nhà trên cây của các con. Peppa và George rất thích nhà trên cây của mình. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn ông. Vậy ai là người muốn vào trong trước đây? Dạ con. Vậy thì con vào đi. Trước khi con vào nhà trên cây, con phải cởi ủng dính bùn ra trước. Con ở trong nhà rồi nè. Con ở trong nhà rồi. George, con có muốn được vào nhà trên cây đúng không? Dạ, là ai vậy? Có một chú heo nhỏ tên George muốn vào trong nhà thưa cô. Có được không? Kêu em ấy cởi ủng ra trước cái đã. George, con mau cởi ủng ra đi. Sau đó con có thể vào nhà trên cây với Peppa. Là ai vậy? George. Dạ, là ai vậy? Là mẹ đi. Còn chỗ cho một vị khách nữa không con? Mẹ phải nói đúng mật khẩu. Sau đó mẹ mới vào nhà được. Vậy sao? Vậy thì mật khẩu là gì đây ta? Được, con phải nói nhỏ vào tai mẹ. Cô bí mật để vào nhà. Cái bụng ba rất là lớn. Mẹ biết rồi. Mẹ nói mật khẩu nha. Cái bụng của heo ba rất lớn. Đúng rồi, cái bụng của ba rất lớn.
Thật ra ba thấy mật khẩu này không hay một chút nào. Mẹ ơi, trước khi vào nhà, mẹ phải cởi ủng ra trước mới được. Được rồi. Trong đây còn chỗ cho ba nữa đó. Ba muốn vào nhà thì ba phải đọc mật khẩu. Con cho ba một mật khẩu khác có được không, Peppa? Không được. Thôi được rồi. Cái bụng của heo bà rất lớn. Được rồi, ba có thể vào nhà rồi đó. Nhưng ba phải cởi ủng ra. Ba không nghĩ ba lọt qua cái cửa này được. Đó, vì bụng của ba quá lớn mà. Hay vậy đi, heo bà có thể đi vào nhà từ phía trên đây nè. Vậy là Peppa, George, heo mẹ và heo ba đều đã ở trong ngôi nhà trên cây. Ba ơi, con thích ngôi nhà trên cây, nên con sẽ không ra ngoài nữa đâu. Con nói thật hả Peppa? Nhưng con có chắc là không muốn vô nhà ông bà để gặp bà không? Dạ không, cảm ơn bà. Nếu đã vậy, chắc heo ông và bà đành phải tự ăn hết những cái bánh quy mà bà vừa làm xong hồi sáng. Bánh quy! Bà ơi! Đây là bánh quy mà bà vừa làm đó. Nhưng nếu con muốn ăn thì con phải nói đúng mật khẩu mới được nha. Được rồi, dễ thôi mà. Cái bụng của ba rất lớn. Đúng rồi. Thật sự ba vẫn nghĩ mật khẩu đó không hay ho chút nào hết. Ngày rất nóng. Mặt trời đang chiếu sáng, cho nên hôm nay là một ngày rất nóng. Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Peppa và George đang mang ủng của mình. Các cậu ấy đang định nhảy lên trên dũng bùn. Mình thích những dũng bùn. Ủa sao vậy? Mặt trời nóng quá đã làm dũng bùn bị khô lại rồi. Ba ơi, mẹ ơi, dũng bùn khô hết rồi nên tụi con không thể nào nhảy được. Không sao đâu Peppa, hôm nay trời rất nóng mà, cho nên mình chơi trong hồ nước sẽ vui hơn nhiều. Dạ phải, chơi hồ nước. Trước tiên các con phải thay đồ bơi mới được. Dạ được. Vậy là Peppa và George đã mặc xong đồ bơi của mình. Heo mẹ cũng đã mặc đồ bơi của mình. Và heo ba cũng vừa mặc xong đồ bơi của mình. Bởi vì trời quá nóng nên cần phải sức kem chống nắng. Nói nhớt nhớt ghê quá đi mẹ ơi. Đó là chuyện nhỏ thôi mà con. Phải, hôm nay chúng ta đều cần kem chống nắng. Lại đây nào cho. Phải bơm hơi vào trong hồ phao này. Heo ba đang bơm hơi vào trong hồ phao. Dễ như ăn bánh vậy. Peppa cầm vòi nước và heo mẹ bắt đầu mở vòi nước ra. Sao không có nước vậy? Peppa và George rất thích hồ nước của mình. Vào những ngày trời nắng nóng như vậy, cô thỏ sẽ bán kem. Mẹ ơi, ba ơi, chó và con có thể ăn kem được không? Được chứ, dù sao hôm nay cũng là một ngày rất nóng mà. Anh cũng muốn ăn một cây được không? Mọi người đều thích ăn kem. Xin chào heo mẹ Peppa và chào George. Xin chào cô thỏ. Con muốn ăn kem gì nào? Cho con một cây kem ốc quế được không cô thỏ? Kem ốc quế sao? Của con đây. Cảm ơn cô thỏ. Tôi cũng vậy, và thêm một cái cho heo ba nữa. Còn con muốn ăn gì hả chàng trai trẻ? Khủng long. Một chú khủng long sao? Chắc là vậy. Gặp cái gì em ấy cũng nói khủng long hết đó cô thỏ. Wow, trùng hợp là hôm nay cô có một que kem có hình dạng khủng long đây nè, cho con. Khủng long.
Chót, con nên ăn que kem của mình trước khi nó tan. Nhưng Chót thích que kem khủng long của mình tới mức cậu ấy không muốn ăn nó. Cảm ơn cô Thỏ nhiều nha. Chúc mọi người vui vẻ nha. Chót, mẹ thật sự nghĩ con nên ăn que kem của mình trước khi nó chảy ra và rớt xuống đất. Ôi trời, que kem khủng long của Chót đã tan chảy ra và rơi xuống đất mất rồi. Không sao đâu Chót à, con có thể chia sẻ phần kem với ba, ba sẽ không từ chối đâu. Thời tiết ấm quá cho nên heo ba đang ngủ mất rồi. Nhìn heo ba hình như bị nóng rồi. Chúng ta đổ nước lên ba cho ba nguội bớt đi mẹ. Ý hay đó Peppa. Có chuyện gì vậy? Anh đã nóng tới đỏ người luôn đó. Nên tụi con đổ nước lên ba. Ồ, vậy sao? Cảm ơn con Peppa. Coi kìa, Dũng buồn bước lại rồi. Chớp, mau lên, chúng ta phải đi lấy ủng thôi. Vậy là Peppa và Chót đi mang ủng của mình. Peppa và Chót thích những ngày nắng nóng, nhưng mà các bạn ấy còn thích nhảy trong vũng bùn hơn. Bánh kết. Vào giờ uống trà, lúc này heo mẹ có bất ngờ dành cho mọi người. Hôm nay sẽ là ngày chúng ta dành cho bánh kếp. Bánh kếp à? Nghe ngon quá. Con thích bánh kếp lắm. Mọi người đều thích bánh kếp. Biết không, anh là chuyên gia lật bánh kếp đó. Cứ để cho anh làm. Anh có chắc không đó? Lần trước anh đã hơi bực bội khi làm cái bánh rớt xuống sàn nhà mà. Lúc đó anh không hề bực bội. Đó là tại vì cái chảo mà thôi. Mẹ ơi, hay để tụi con giúp mẹ được không? Nha mẹ. Được, con có thể giúp mẹ chuẩn bị bột bánh nè. Trước tiên chúng ta sẽ cho bột vào tô này. Bây giờ cho thêm một quả trứng. Rồi cho sữa vào. Xong rồi, mình sẽ trộn tất cả lên. Mẹ ơi, cho tụi con trộn được không? Được, tất nhiên là được Peppa. Peppa rất thích trộn bột. Và Josh cũng muốn trộn bột. Không chó, phải làm như vậy nè. Được rồi, trộn như vậy là đủ rồi đó. Bây giờ hai con ra bàn ngồi đợi mẹ chiên bánh nha. Bây giờ heo mẹ sẽ lật cái bánh trong chảo lại. Hoàng hà. Em có thể tung nó cao hơn đó heo mẹ. Đợi tới lượt anh làm, anh có thể tung nó cao cỡ nào tùy anh. Cái bánh đầu tiên là cho George. Heo mẹ đổ thêm một chút siro lên bánh của George. Bánh thật là ngon. Cái bánh lần này là của Peppa. Em có thể tung nó cao hơn nữa đó. Anh sẽ có cơ hội tung cao cho mọi người thấy khi anh làm chiếc bánh của anh. Cho con siro nữa. Ngon quá đi. Cái bánh lần này là của heo mẹ. Em vẫn tung nó chưa đủ cao heo mẹ à. Cái bánh tiếp theo là của anh đó. Anh có thể làm thử cho tụi em coi được không? Bánh ngon quá đi à. Giờ thì mọi người nhìn kỹ nè. Bí quyết để làm được bánh kếp ngon là ta phải tung nó lên thật cao. Một nè, hai, ba, bay cao. Ba dở quá ba ơi. Ồ, hình như ba tung nó cao quá thì phải. Đáng tiếc quá đi, vì đó là cái bánh cuối cùng rồi. Lấy cái bánh đó xuống cũng dễ thôi mà. Không được, heo ba giới không tới được cái bánh của mình. Anh không cần lo đâu, em nghĩ em có cách để lấy cái bánh đó xuống rồi. Giờ lên lầu thôi các con. Heo mẹ nào. Không biết heo mẹ đang định làm gì vậy ta? Mẹ sẽ đếm tới ba. Lúc đó tất cả chúng ta hãy cùng nhảy lên nha các con. Một, hai,
3, nhảy. Mà mẹ con đang làm gì trên đó vậy? Thành công rồi. Vậy là heo ba đã lấy được cái bánh của mình. Ta có cái bánh ở trên đầu kìa. Anh có muốn cho thêm siro hay không? Ờ, cũng được. 1, 2, 3, bay cao. Bánh ngon quá đi. Ba bắt cười quá đi. Heo mẹ đang làm việc. Heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính. Còn heo ba thì đang nấu súp cho bữa trưa. Ba ơi, tụi con xem mẹ dùng máy tính được không ba? Được chứ, miễn là các con không làm phiền mẹ. Hôm nay mẹ có rất nhiều việc quan trọng phải làm. Cảm ơn ba. Heo mẹ có rất nhiều việc quan trọng phải làm hôm nay. Mẹ ơi, tụi con có thể ngồi lên đùi mẹ và xem mẹ làm việc được không? Được, nếu hai con chịu giữ im lặng. Peppa và George rất thích nhìn mẹ làm việc trước máy vi tính. Mẹ ơi, cho tụi con chơi cô gà vui vẻ trên máy tính được không mẹ? Chúng ta có thể chơi trò cô gà vui vẻ sau. Vì mẹ đang phải làm việc. Mẹ ơi, tụi con có thể giúp mẹ. Không Peppa, con không được chạm vào máy vi tính đâu. Và George, con cũng không được chạm vào máy vi tính, nghe chưa? Chắc nè, chúng ta không được làm như vậy. Peppa, dừng lại. Con xin lỗi mẹ, con chỉ muốn cho em chốt thấy không được làm như vậy. Ôi trời, có thể máy vi tính đã bị hư rồi. Heo ba ơi, heo ba ơi, có chuyện gì vậy mẹ mấy đứa? Heo ba ơi, anh sửa máy vi tính được không? Em sẽ nấu bữa trưa trong khi anh sửa máy vi tính. Em tính như vậy cũng được. Nhưng thật sự anh không giỏi mấy thứ này đâu. Cảm ơn anh, heo ba. Vậy là heo ba sẽ sửa lại máy vi tính. Có lẽ nếu như mình tắt nó đi rồi sau đó bật lên lại. Vậy là heo ba đã sửa được máy vi tính rồi. Hay mô ba. Phải, ba sửa máy vi tính cũng khá giỏi đó chứ. Ba ơi, tụi con chơi trò kia được không ba? Cô gà vui vẻ đó ba. Có lẽ con nên đi hỏi mẹ con. Lúc nãy mẹ nói tụi con có thể chơi sau mà. Nếu như vậy thì được. Nhưng ba không biết cái đĩa ở đâu. Tới lượt chị rồi. Tới lượt của ba nha. Ủa, trên đó có chuyện gì ồn ào dữ vậy? Em thấy là máy vi tính lại hoạt động rồi ha.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cho nên Peppa và George cùng nhau đạp xe đạp đi dạo. Quả bí này đúng là to thiệt đó heo ba. Heo ba rất tự hào về trái bí đỏ của mình trồng. Bí đỏ là thứ duy nhất mà anh trồng được. Có lẽ vì anh rất thích món bánh bí đỏ đó em. Đạp nhanh lên George. Danny, Susie, Rebecca. Peppa gặp bạn của mình là chó Danny. Cụ Susie và thỏ Rebecca cũng đang chạy trên những chiếc xe đạp hai bánh. Nhưng George lại chạy trên xe đạp ba bánh. Em đạp chậm quá. Chúng ta đua tới trái bí của heo ba đi. Nếu chúng ta đua tới trái bí của heo ba thì phải thật cẩn thận để không đụng vào nó nha. Ba mình sẽ rất là buồn nếu trái bí đó bị làm sao. Cậu đừng lo mà Peppa, mau đua nào. Peppa và bạn mình chạy đua tới trái bí của heo ba. Nè, có chừng trái bí của chú. Peppa, coi chừng trái bí của heo ba kìa. Con xin lỗi ba. Nhìn chót kìa, em ấy đi chậm quá. Em chót vẫn dùng xe đạp của em bé. Cậu cũng đang chạy xe của em bé mà bé ba. Cậu vẫn dùng bánh xe hỗ trợ đó. Mình có thể chạy mà không cái bánh xe hỗ trợ luôn. Mình cũng vậy. Mình nữa. Chúng ta chạy lên đồi lại đi. Cậu có đi không bé ba? Không, mình nghĩ là mình sẽ ở lại đây. Lát nữa gặp lại nha. Tạm biệt. Peppa ước sao xe đạp của mình không có bánh xe phụ nữa. Ba ơi, con không muốn gắn bánh xe phụ nữa đâu ba ơi. Con nghĩ mình không dùng chúng có được không? Dạ có. Được rồi Peppa, để bà tháo chúng ra. Heo ba lập tức tháo bánh xe phụ ra khỏi xe đạp của heo Peppa. Con chắc là muốn chạy mà không có bánh xe phụ luôn hả Peppa? Dạ có. Nhưng con chưa từng làm như vậy. Con làm được mà mẹ, con nhất định sẽ làm được. Không có gì vui đâu George. Đạp xe không có bánh phụ đúng là không dễ chút nào. Muốn bà giúp con không Peppa? Dạ được thưa ba. Được rồi, sẵn sàng, ngồi vững, đi nào. Ba đừng buông tay ra nha. Con đừng lo, có ba ở đây. Con đang làm rất tốt đó Peppa. Giữ nhắc nha ba. Cứ đạp tiếp đi con. Peppa đang tự mình đạp xe mà không cần có bánh phụ. Ba ơi, tại sao ba buông tay ra vậy? Từ nãy giờ con đã tự đạp một mình rồi. Thật sao? Con còn đạp rất là giỏi nữa đó Peppa. Thật hả mẹ? Đúng là con làm được rồi. Ba mẹ nhìn con nè. Con có thể đạp xe mà không cần gắn bánh phụ. Danny, Susie, Rebecca, nhìn mình nè. Mình không còn gắn bánh xe phụ nữa các bạn ơi. Nhìn mình nè. Giờ chúng ta đua tới trái bí của ba mình nha. Peppa, có chừng trái bí của ba. Mình sẽ chiến thắng. Peppa không nhìn hướng mình đang chạy. Ôi trời, heo Peppa đã đè vỡ trái bí to của heo ba. Con xin lỗi ba vì đã đè vỡ trái bí của ba. Không cần lo tới trái bí đâu con. Điều quan trọng là con vẫn không sao. Nhưng sau này con phải luôn nhìn về phía trước, có biết chưa? Con hứa là sẽ không làm như vậy nữa. Tốt. Thôi được rồi, dù sao thì trái bí đã bị dở rồi. Ba có thể dùng nó để làm bánh bí đỏ. Con cũng rất thích bánh bí đỏ. Và vì trái bí của heo ba rất là lớn nên sẽ có đủ bánh bí đỏ cho tất cả mọi người ở đây. Chiếc hộp nhạc cụ.
Hôm nay heo mẹ và heo ba đã dọn dẹp lại nhà cửa. Mẹ và ba tìm thấy cái hộp cũ này trên gác mái. Các con có đoán được bên trong là gì không? Dạ không. Cái hộp này chứa đầy các nhạc cụ. Wow. Chúng hơi cũ kỹ và dính bụi. Đây là cây đàn vĩ cầm mà mẹ đã chơi từ khi còn nhỏ. Mẹ ơi, mẹ chơi đàn vĩ cầm được không mẹ? Đã lâu lắm rồi mẹ không đụng tới nó. Đi mà mẹ, mẹ chơi thử đi. Hy vọng là mẹ vẫn chưa quên. Mẹ ơi, con chơi đàn vĩ cầm được không mẹ? Con cầm nó như vậy nè. Như vậy hả mẹ? Ôi trời, không ngờ nó phát ra âm thanh khó nghe như vậy. Rồi chó cũng muốn chơi thử. Em cầm như vậy nè chó. Âm thanh này cũng không hay một chút nào. Chắc tại đàn vĩ cầm khó chơi quá. Peppa, có lẽ con chơi trống thiết sẽ tốt hơn. Con cảm ơn ba. Nghe hay hơn rồi. Vậy là Peppa thích chơi trống. Ồ, hay lắm con à. Phải, nghe rất là vui tai. Đây là cái đàn phong cầm cũ của heo ba nè. Ba thường chơi cho heo mẹ nghe khi ba mẹ mới quen. Heo ba, anh vẫn nhớ bài này hả? Vậy là George cũng muốn chơi đàn phong cầm. Còn chắc không George. Đàn phong cầm khó chơi lắm đó. George, cây đàn phong cầm của ba cũng khó chơi giống như trống của chị vậy đó. Được rồi George. Có lẽ George còn hơi quá nhỏ để chơi đàn phong cầm. Ở trong hộp còn loại nhạc cụ nào nữa không ba? Còn cái tù và này. Cho con thử được không ba? Con cần phải thổi nó thật là mạnh. Có vẻ như không đúng cách rồi. Con thổi nó không được. Mẹ nghĩ mẹ từng thổi được nó đó. Tiếng này thật sự là không đúng. Chắc nó cần một người to, mạnh và có hơi dài như anh đây. Âm thanh này cũng không đúng luôn. Peppa nói đúng, đúng là không thể thổi được. Thôi kệ nó đi heo ba, cứ dùng đàn phong cầm, vì anh chơi nó rất là hay. Đúng là anh chơi đàn phong cầm khá tốt, bản thân anh cũng công nhận chuyện đó. Và em sẽ chơi vĩ cầm của mình. Con sẽ chơi cái trống này. Vậy là heo mẹ chơi vĩ cầm, còn heo ba thì chơi phong cầm, heo Peppa thì chơi trống. Nhưng George sẽ chơi nhạc cụ nào đây? George đã thổi được cái tù và đó. Mẹ không thể thổi tù ba được. Ba cũng không thể thổi được. Và cả con cũng không thể thổi được. Mà em chót lại thổi được. Ngày hội trường. Hôm nay là ngày lễ hội của trường. Peppa rất thích tham gia buổi lễ. Đây là các bạn của Peppa: mèo Candy, cụ Suzy, chó Danny, thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Chào các bạn. Chào Peppa. Mình rất thích ngày hội của trường. Mình cũng vậy. Các cậu thích gì nhất? Là trò vẽ mặt á. Mình thì thích bong bóng nhất. Còn mình thì thích lâu đài hai nhất. Mình thích tất cả.
Một lựa chọn tốt đó Peppa. Lát nữa gặp lại nha Peppa. Lát nữa gặp lại. George, con thích gì nhất hả con? Hổ lòng. Ôi trời, ở chỗ này không có khủng long cho con đâu George. Có thể chúng ta sẽ tìm được một chú khủng long bong bóng. Anh có chắc ở đây có bong bóng khủng long không heo ba? Anh chắc chắn là có. Con và cháu có thể đi vẽ mặt được không hả ba? Tất nhiên rồi. Cô Thỏ vẽ cho các bạn của Peppa thành những chú hổ. Xong rồi đó Suzy, bây giờ con giống một nàng hổ rồi. Con cảm ơn cô Thỏ nhiều. Wow, mình thích hình vẽ của bạn Suzy. Bạn là một chú mèo đúng không? Không, mình là một nàng hổ. Peppa, con có muốn vẽ mặt hay không? Dạ có. Con muốn làm một chú voi. Không được, cô không biết cách vẽ con voi rồi. Cô có thể vẽ hổ thôi. Dạ được, cô vẽ được không cô? Được rồi đó Peppa, con đã là một nàng hổ rồi. Mình là một con hổ. George, con muốn trở thành gì nè? Khủng long. Là khủng long sao? À, hay là hổ đi được không? Cô rất giỏi vẽ hổ. Chị là hổ nè. Mình cũng vậy. Miau. Hổ đâu có sữa gâu gâu. Sao cậu biết vậy? Vì hổ là một chú mèo lớn mà. Miau. Và mình là mèo. Candy, cậu chỉ tụi mình cách làm hổ được không? Được thôi. Hổ sẽ rình rập con mồi từ từ như vậy nè. Sau đó sẽ nhảy ra. Và hổ thích tự liếm sạch toàn thân của mình. Nhưng hay nhất là khi mà hổ đang thấy vui thì sẽ kêu là. Xin chào các con. Ôi trời ơi, các con đều là hổ hả? Con đang dạy các bạn làm hổ đúng cách đó coi. Vậy các chú hổ nhỏ định làm gì tiếp đây? Hổ lòng. Phải rồi, chúng ta phải tìm bong bóng khủng long cho George. Mỗi đứa các con sẽ được một cái. Xin chào cô Linh Dương. Chúng tôi muốn vài quả bong bóng thưa cô. Tất nhiên là được. Tôi có rất nhiều màu nhiều hình đây nè. Để con lấy bong bóng hình ra được không cô? Được, của con đây Peppa. Con muốn bong bóng kangaroo, bong bóng sư tử, bong bóng khỉ con, bong bóng chim vẹt. Được thôi, ở đây cô sẽ có đủ. Cô Linh Dương ơi, chúng tôi đang tìm một bong bóng có hình khủng long cho George. Ôi trời ơi, hiện giờ tôi không có cái bong bóng khủng long nào hết. Làm sao đây heo ba? Ồ. Cho con đừng khóc nữa. Ba có một ý này. Tôi lấy hai cái bong bóng dài được không cô? Được rồi, mọi người hãy xem đây. Heo ba đang làm cái gì với cái bong bóng dài vậy cả? Xong, mọi người đoán được đây là gì không? Có phải là kangaroo không ạ? Không, nó là... khủng long. Đúng rồi, một chú khủng long. Heo ba đã làm một chú khủng long từ bong bóng. Yeah, khủng long. Chúng ta đến lâu đài kia đi. Peppa rất thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Mọi người đều thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Đây là ngày hội trường tuyệt vời nhất. Câu chuyện vũng buồn. Hôm nay trời đổ mưa rất lớn nên Peppa và George không thể ra ngoài chơi được. Ba ơi, trời tạnh mưa rồi, tụi con ra ngoài chơi được không ba? Cũng được, hai con ra ngoài chơi đi. Heo Peppa rất thích nhảy vào những vũng bùn. Mình rất thích những vũng bùn. Peppa, nếu con muốn chơi trên vũng bùn thì con phải mang ủng vào mới được. Con xin lỗi mẹ. Chà, George cũng rất thích nhảy vào vũng bùn như chị mình. George,
Max, nếu em muốn chơi trên những vũng bùn thì em phải mang ủng trước cái đã. Peppa lúc nào cũng quan tâm đến em trai của mình. Jocks, chúng ta tìm những vũng bùn khác đi em. Peppa và George đã chơi cùng nhau rất là vui. Peppa tìm được một vũng bùn nhỏ, trong khi George tìm được một vũng bùn lớn. George ơi, có một vũng bùn lớn hay là lớn kìa. George là người muốn nhảy vào vũng bùn lớn trước. Khoan đã George, chị phải xem coi nó có an toàn không đã. Tốt, vũng bùn này không sao đâu. Xin lỗi George, chỉ là bùn thôi mà. Peppa và George rất thích chơi trong vũng bùn lớn này. Đi nào George, chúng ta đi khoe với ba đi em. Ôi trời ơi. Ba ơi, ba ơi, ba đoán xem tụi con đã làm gì nè. Để ba nghĩ xem. Hai đứa con đã xem tivi à? Không phải đâu ba ơi. Vậy hai đứa mới tắm xong? Không phải luôn. À, bà biết rồi. Hai con đã chơi trong vũng bùn đúng không? Dạ, dạ, dạ. Tụi con đã chơi nhảy trong những vũng bùn. Oh, nhìn hai con bây giờ kìa. Không sao, là bùn thôi mà. Nhưng mà chúng ta mau rửa sạch trước khi mẹ các con thấy. Ba ơi, khi tụi con đã sạch rồi, ba mẹ cùng chơi với tụi con được không? Được chứ, chúng ta sẽ cùng dạo chơi trong vườn. Sau đó Peppa và George mang ủng của mình, theo mẹ và theo ba cũng mang ủng của họ. Peppa tiếp tục nhảy lên nhảy xuống trong những vũng bùn. Mọi người đều thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Ôi trời ơi heo ba, anh hãy nhìn anh bây giờ đi kìa. Chỉ là bùn thôi mà. Ha 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 ha